xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi các bạn đã được xem một cái trò ảo thuật rất là ảo luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái trò ảo thuật vừa rồi nhá. Thì để làm được trò này, các bạn cần phải làm một số bước setup nhá. Thì setup như nào các bạn cùng nhìn mình làm nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho cái hàng giữa này sang này. Đó, xong rồi L và R phẩy. Đó, bước setup của chúng ta đã xong. Và khi biểu diễn để thoáng nhìn này thì chúng ta thấy con giúp ích khá lộn xộn này. Thoáng nhìn này, giúp ích khá lộn xộn. Đó, thì cách diễn như sau, các bạn sẽ diễn như này nhá, cầm như này, đây, bên này cái này ở giữa này, một cái bên trên này và một cái bên dưới này, các bạn sẽ cầm để cái ngón vào đây, đó, và các bạn sẽ xoay như này, ngón này để đây nhá, xoay này, xoay một nấc này, đó, tiếp tục xoay nấc tiếp theo, đấy, và đồng thời các bạn lấy ngón trỏ các bạn gạt này ra, đó, như vậy đã giải được. Rất là dễ luôn. Như này nhá. Cho này sang này. Cho này lên, cho này xuống. Đó, sau cầm ở đây giải này. Cầm bên này. Khi giải chúng ta chỉ cần che mắt khán giả các bạn giả vờ xoay. Xoay nhẹ lưỡi. Đó. Rất là dễ luôn. Nhưng mà nhìn hiệu ứng lại rất là ảo. Mình sẽ làm lại một lần nữa nhá. Đây. Giả vờ khán giả đang ở trước mặt chúng ta này. Chúng ta sẽ lấy cái tay này che này. Che nhá. Che. Đó. Che này. Gạt này sang này, đó. Các bạn thấy hay không ạ? Và kỹ thuật nó chỉ có như thế thôi, setup như này. Và giải cũng khá đơn giản. Xoay. Đó, cái này các bạn luyện tập nhiều và lựa cái góc quay, góc nhìn khán giả sao cho hợp lý là được. Rất là dễ luôn. Đó, đây. Đó, và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu bạn thấy video hay, có thể cho mình một like, một đăng ký để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.